Đây là quy trình kiểm tra COVID trước khi đi nhập cảnh ở nước ngoài. Đây là vào trung tâm y khoa Hàng Hải, cái này ở đây người ta cũng tâm linh lắm, người ta thờ gì và quay trên Bồ Tát. Test ở đây giá 200 Thì ngàn nha chúng các tôi bạn, một lần test sẽ đánh một căng con nhanh. 9.000 và cái này là Ở đây được đánh cái vào tinh phong thủy dù lại cái chú khoảng bảo vệ này 15 phút sẽ có kết quả. Tại vì nè. test nhanh đó là 159.000 đó các bạn. Mình đang ngồi đợi đó các bạn. Mình đang mọi cái nhân viên trong đây đi vô đây là phải cúng một lần. Dạ, em có. Cảm ơn chị nhiều. Đây các bạn, nơi đây là nơi test COVID của bệnh phòng khám Hoàng Mỹ ở Sài Gòn đó các bạn. Mình test nhanh là 200 nghìn nha các bạn. Có hai mấy phút là có rồi, lẹ lắm. Thấy không? Các bạn rồi, ok, xin chào các bạn nha. Mình có một chuyến bay hôm nay nghe các bạn ngày 10 tháng 6. Vô phòng khám này test COVID đó các bạn, chỉ cần có đem một cái passport này các bạn. Đó, giờ đóng thêm 200 nghìn là nó sẽ có kết quả trong vòng mấy giây à. Mình đi trời mưa nữa mát, trời đổ thương ghê luôn á. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Ở trong đây có vị Phật nữa nha các bạn. Giấy bánh ghế thôi bánh đi ở Tư, để cái hộ khẩu vô đi Tư. Để nhà phải không? Đem đem về hết á, đem về sổ khẩu.